có lúc anh mong tìm em bé lại để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi để những dấu yêu sẽ anh chàng hát tình ca như thế nào ạ? Quá ngọt ngào đúng không ạ?
Vâng, và mình rất hiểu cái cảm giác của người đầu tiên lên sân khấu. Khá là run nên là không để bạn đợi lâu nữa. Em xin mời anh Xuân Hùng đưa ra ý kiến dành cho bạn Dũng ạ. Hello em. Dạ, em chào anh ạ. How are you feeling? Nervous? Còn. Thì cái sự nervous của em nó có thể hiện ra một chút trên sân khấu. Nhưng mà em hát rất là có hồn. Cái sự nervous của em nó cũng được bày tỏ bởi một vài nốt thôi, không nhiều lắm. Nó hơi bị trên một chút xíu. Nhưng mà cái đó có thể là cái vấn đề kinh nghiệm. Nhưng mà quan trọng nhất là giọng hát em rất là dễ thương và rất là có hồn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Vâng, và xin mời chị Đinh Hương ạ. Dường như chị có gì, điều gì đó muốn chia sẻ với bạn Dũng phải không ạ? Hello Quang Dũng. Đầu tiên hết, chị chúc mừng em đã hoàn thành bài hát. Là người đầu tiên thì em chịu nhiều áp lực. Cho nên ngay cái điểm mà gây ấn tượng nhiều nhất á, chị cho em cao nhất cái đã. Bây giờ nói qua cái kỹ thuật hát, chị thích cái luyến láy ngọt ngào của em. Khi em đánh cái dấu lên hoặc là cái nhẹ nhàng đi xuống rất là ngọt. Và em xuống thấp á, thì em xuống rất là nhẹ và vẫn giữ được cái nốt. Tại thường thường khi mà cái bài nó hơi thấp đi thì mình xuống thấp là khó nghe cái lời lắm. Nhưng mà chị nghe hết được cái giọng cao của em khi em xuống thấp. Khi lên cao á, thì nó hơi bị hoàng to ra tí xíu, nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Chị chúc mừng em, người đã hát bài hát đầu tiên. Vâng, xin cảm ơn đại diện các ban giám khảo.